Chúng ta tiếp tục nhé. Và như vậy ở trên đấy chúng ta đã biết cái cách xác định bằng tin cậy, nhưng mà với điều kiện tổng thể là phân phối chuẩn phải biết phương sai hoặc là độ lệch chuẩn của nó. Nhưng trong thực tế là phương sai tổng thể chỉ tính được một cách chính xác khi chúng ta biết được toàn bộ tổng thể thôi. Mà ta có biết toàn bộ tổng thể không? Khi không biết phương sai của tổng thể và phân phối chuẩn, người ta sẽ xây dựng một cái khoảng tin cậy trung bình tổng thể dựa trên phân phối student. Lúc đấy thì công thức của nó là như sau. Cho tổng thể là phân phối chuẩn, chưa biết trung bình và phương sai cũng chưa biết. Thì đó chúng ta ký hiệu là x thì ngang, rồi sx là trung bình mẫu, hồi độ là chuẩn của mẫu. Khi đó biến ngẫu nhiên t bằng x thì ngang trừ đi mu chia cho sx chia cho căn bậc 2 của n tuân theo phân phối student với bậc tự do là n trừ 1. Như vậy cái khoảng tin cậy của nó sẽ được tính bởi công thức thứ hai như sau. X thì ngang trừ đi tn trừ 1 phải alpha trên 2 nhân sx chia cho căn n đến x ngang cộng với tn trừ 1 alpha trên 2 sx chia cho căn n. Ông ghi công thức của ông nào nó hỏi không trả lời được. Chụp ảnh như là một bức ảnh, làm sao mà nhớ được. Để ghi lại nó mới nhớ. Có nhiều bạn ghi nhớ lại tình yêu của mình bằng cách là chụp ảnh hai đứa đi chơi đây đó. Kết quả là người yêu mới nó nhìn thấy những ảnh đấy nó ghen. Một ví dụ như sau. Khảo sát ngẫu nhiên điểm hài lòng của 20 khách hàng về chất lượng dịch vụ một chi nhánh ngân hàng cho kết quả như sau. Sau đó giả sử điểm tổng thể hài lòng của các tổng thể các khách hàng tuân theo phân phối chuẩn. Bây giờ yêu cầu đặt ra là tìm khoảng tin cậy 95% cho điểm hài lòng trung bình của tổng thể trên. Thì như chúng ta nhìn cái công thức này đấy, là chúng ta cần phải biết trung bình mẫu này. Tức là x sin a. N chúng ta biết rồi. Tính trung bình mẫu, tính sx, tức là cái độ lệch chuẩn của mẫu. Rồi tính được tn trừ 1 alpha trên 2. Chúng ta thay vào nó xong. Như vậy chúng ta bắt đầu tính trung bình mẫu một cách là cộng lại tất cả cái này lại chia ra cho 20 thì chúng ta sẽ được x thì ngang là bằng 57,7. Và có thể tính như nó ít, có thể dùng máy tính, nhưng tính là chúng ta ra được độ lệch chuẩn của mẫu là bằng 7,78. Rồi cái t n trừ 1 alpha trên 2, t n trừ 1 tức là 20 trừ đi 1 đấy là bằng 19, alpha trên 2 là cái 100 nhân 1 trừ alpha phần trăm bằng 95%, thì mình sẽ lấy 100 trừ đi 95 bằng 5, lùi hai dấu phẩy là 0,05. Như vậy alpha là bằng 0,05 thì alpha trên 2 sẽ là 0,025. Rồi, như vậy sau đó thì chúng ta tra bảng hoặc là dùng phần mềm để chúng ta tính cái này. Thì nếu như dùng phần mềm thì chúng ta sẽ dùng idf.t mở ngoặc
1 trừ đi 0.25,19 là sẽ ra đáp số như này này. IDM này, chấm T nhé. TTT đây. Để xóa hết cái cũ đi. IDM chấm T. 1 trừ đi 0.025 bậc tự do của nó là n trừ 1 tức là 19. Ok, mà bác ra ngay con đấy. Ra ngay 2,093. Nhưng trong bài này nó là đấy, đúng như thế, hoặc là tra bảng hoặc là dùng phần mềm. Thì sau đó chúng ta thay vào công thức ở trên ấy. Công thức ở trên là chúng ta là có cái gì, phải chụp lại cái này để nó có cái con số, sau đó chắc là cái đó hướng dẫn các em dùng phần mềm thì nó tính gọi là siêu dễ thương như thế nào. Đấy, chúng ta tính ra thế này rồi. Sau đó thì chúng ta thay vào công thức. Thay vào công thức là x xì ngang, đây là bên trái nhé, trừ đi t n trừ 1,3 trên 2 nhân Fx chia cho căn bậc 2 của n. T của chúng ta là 2,093 trừ đi, ô nhầm, x ngang là 50, sướng quá, nói nhầm. Đôi khi đi thi gặp đúng bài thầy tầm chữa cũng làm vẫn sai, bởi vì gọi là sướng quá, viết nhầm. 57,7 trừ đi 2,093 Fx của chúng ta là 7,78 chia cho căn bậc 2 của n là căn 20. Sơ sỉ bao nhiêu, bấm ra, bấm giống như là vừa hướng dẫn đấy. Nếu mà sử dụng phần mềm SPSS thì chúng ta sẽ bấm máy như này, 57.7 trừ đi 2.093, sao sao là nhân đấy, 7.78 gạch chéo SQRT. SQRT là viết tắt của cái từ square square approach, tức là cái gì đấy kiểu kiểu đấy, tức là nó là gốc của cái từ là căn bậc hai, tức là đem bình phương lên thì nó bằng như thế. Nên chúng ta thay số vào đấy thì nó sẽ ra thế. Sau đó thì tương tự như vậy, các em tính con x xì ngang cộng với thay dấu trừ tính dấu cộng, nó bấm giống như hệt như trên, thay dấu trừ tính dấu cộng nó sẽ ra đáp số. Đấy là mình làm thủ công gần như là 100%. Còn bây giờ, à quên, bây giờ thì mình dùng máy gần như 100% như sau. Tất nhiên là chúng ta phải nhập cái này, thì thầy đó dùng thủ thuật để nó nhập này. Một người còn ra ngại nhập trực tiếp. Thầy giáo dùng thủ thuật để thầy giáo nhập cái file này sẵn sang năm đỡ phải nhập. Mệt u nhập nề căng thẳng lắm. Cái này nó là cái chuyện gì, gọi là cái gì, điểm hài lòng. Có rồi, xem ra cái gì. Có rồi, 5951 5951. Tốt quá, thế thì hình như file nó lưu rồi. Đặt tên nó là cái gì, điểm hài lòng thống kê xã hội học, để cho nó rõ. CSV Enter, như vậy là nó đã có ở đây. Bây giờ mình sẽ mở nó ra, hoặc là các em nhập trực tiếp thì bây giờ mình mở nó ra. Ô, nó có sẵn rồi, mình nhập sẵn rồi. Đây. Khi mà file đuôi CSV thì chúng ta nhập vào xong là chúng ta sẽ nhấn vào nút next.
ta để ý cái dòng trên cùng nó có chữ X ấy, thì các em phải bấm vào cái chỗ Yes. Thì cái dòng trên cùng nó sẽ là dòng tiêu đề cái tên biên. Cái này sẽ phải học trong giờ lý thuyết, trong bao giờ anh đọc được. À, nó báo này tại vì cái cột đầu tiên mình là không có tên. Oh. Đấy, đây. Không nhìn kỹ lúc giờ bài tập lại không làm được. Cái này mà cần ước lượng khoảng thì làm quá dễ dàng. Đề bài hỏi ước lượng khoảng bao nhiêu phần trăm? 95% đúng không? Quy trình làm như sau, vào analyze. Compare mean, compare tức là so sánh. Compare mean là so sánh trung bình. Vào một mẫu này. Đẩy cái biến đi sang. Xong vào option này. À, khoảng tin cậy là 95% thì không sửa gì cả, còn nếu như khoảng tin cậy 97% thì nó phải sửa là 97. Xong là continue, ok là xong. Úm ba la mở ra đa số. Và bây giờ chúng ta nhìn ước lượng điểm thì đây ạ. Đây. Nó có mean difference tức là trung bình của cái sự khác biệt thì nó so sánh nó không. Cái đấy cũng ra và trên này nó cũng ra. Tiếp tục là cái ô này nó có ghi 95 confidence interval tức là khoảng tin cậy 95%. Ở bên trái là lower, bên phải là upper, tức là cái bên trái là cái cận dưới, còn cái bên phải là cái cận trên. Như vậy là từ 54,06 cho đến 61,34, ngon lành trong một nốt nhạc. Chúng ta thấy làm thủ công nó vất vả như thế nào. Trong giờ bài tập mình làm rất nhẹ nhàng, vì thế bao giờ mình cũng yêu thích thầy cô giáo dạy bài tập hơn là người dạy lý thuyết. Dạy lý thuyết nó rất là rắn, rất là khó, làm bài tập thì rất nhẹ nhàng. Đấy, xong rồi đấy. Khi nó có sẵn file thì còn siêu dễ, chả phải làm gì cả. À, có phải làm chứ. Lấy vào cái thao tác, còn nhớ trình tự như nào không? Analyze. Đâu? Ông min đây. Cái thứ hai đây. Đây đây cái thứ hai đây gì đây á đây á cái thứ hai đây đấy cái thứ hai từ dưới lên đây đấy à trên xuống dưới à múa đẹp lắm rồi vẫn cứ như không biết hai đứa lên trên này múa cho các bạn xem liệu cái này mà múa mà bố mẹ nhìn thấy có thắc mắc một cái chuyện là học môn thống kê sau học nhiều quá tâm lý có vấn đề học căng thẳng quá chết giả thế sau đó ta nhấn option ví dụ là đấy là khoảng tin cậy 95% thì nó không cần phải sửa vì nó mặc định còn trong trường hợp mà ví dụ 99 97% 98% giờ bài là giáo viên kiểm tra là bạn tin khoảng tin cậy 98% mình sửa con này thành 98 xong là continue xong là ok xong là nhìn kết quả dòng dưới nó ra đấy như vậy là đối với trường hợp này là quả tin cậy 98% là mở ngoặc 58 là 53,28 cho đến 562,12 đúng chưa trong một nốt nhạc rất dễ làm đấy giờ bài tập làm sướng cực hóa ra là như vậy ví dụ này đã được giải quyết xong với hai cái cách một cách là làm thủ công và một cách là sử dụng phần mềm như vậy trường hợp thứ hai đã xong.